Chào mừng các bạn đã đến với trung tâm nghệ thuật Son Art. Nên đây là khu vệ sinh tay và sát khuẩn. Đây ạ. Mình có đo nhiệt độ. Mình sẽ tự kiểm tra nhiệt độ mình xem là bao nhiêu nhá. 36 độ 6 ạ, mình hoàn toàn có thể vào trong trung tâm được. Đây, mình có thể sát khuẩn tay tại đây. Rất là sạch. Đây là một cái quầy chuyện để các cháu có thể đọc lúc mà đợi đến giờ học của mình. Đấy ạ. Toàn những sách chuyện rất là bổ ích. À, đây chính là quầy lễ tân. Giới thiệu với các bạn, đây là cô nhân viên văn phòng Mi xinh đẹp nào. Ôi dồi, chết tôi rồi. Xin lỗi các bạn, mình vừa bị dính sơn vào áo và vừa phải đi giặt lại cái áo của mình và thay một cái áo khác. Này, xin giới thiệu với cả các bạn, đây là cô văn phòng Mi ạ. À, chào cô Mi, cô có cảm xúc như nào khi được quay trở lại Son Art với một diện mạo mới, một không gian mới đẹp như thế này ạ? Cô Mi phát biểu đi ạ. Chả có gì để nói. Quá đỉnh cao. Cô nhìn vào kính. Này, đừng có chạm vào quay nhá. Đỉnh cao lắm em ạ. Chào các bạn, đây là cô Hà văn phòng ạ. Cô Trang sale ơi. Cô Trang là hôm nay hạ giá. Cô Trang là chuyên khuyến mại của Son ạ. Mọi người ai mà thích nhận khuyến mại thì có thể gặp cô Trang để biết các chương trình mới nhất và hot nhất tại Son. Cô Trang có thể phát biểu một vài chương trình tại Son mà các bạn có thể đóng học phí ngay và tham gia không? Nào, cô bắt đầu đi. Chào các bạn, hiện tại Son đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi. Thứ nhất là các bạn có thể học thử miễn phí. Nào, học thử miễn phí chất tự. Các bạn có thể học thử miễn phí ít nhất là 2 buổi. Mỗi một buổi là một môn học khác nhau. Và hạn đã đến bao giờ ạ cô? Hạn thì mình sẽ đến hết 23 tháng 8 năm 2020 các bạn nhé. Hay quá, tức là hết chủ nhật tuần này đấy các bạn ạ. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn nếu mà các con đăng ký một môn nào đấy, các bạn thì sẽ được tặng thêm 12 buổi học miễn phí của bộ môn nhảy này, múa này, hoặc là hợp xướng, tùy các bạn lựa chọn theo yêu thích của mình. Ô tuyệt vời quá, cảm ơn cô Trang nhá. Cô Trang lại thắp tốt nghiệp được sale rồi đấy. Cô Trang quên chương trình sale, cô Trang quên. À đây là giám đốc trung tâm em đang đi quét sơn ạ. Mời chị phát biểu về các chương trình. Hiện tại là Son đang có một chương trình sale vô cùng đặc biệt, đấy là dành cho giám đốc của bên trung tâm, đấy là sale cô 70%. Đây ạ, à, giám đốc trung tâm em chưa có người yêu, chưa mảnh tình vắt vai. Không ai mua giám đốc của em đâu, thôi để em lên tầng 2. Đây là lối lên tầng 2, lên đến phòng piano và mỹ thuật. Các bạn ơi, đây là sảnh của tầng 2, đang chưa được hoàn thiện cho lắm, nhưng mà cũng sắp rất là đẹp rồi ạ. Các bạn ơi, đây là phòng piano. Là cô Bích, cô Siêu Thiện Thanh, cô Linh và cô Quỳnh Anh thì đang học với nhau nên là mình không thể vào phòng được. Phòng piano rất là rộng. Còn đây là phòng mỹ thuật vô cùng xinh đẹp. Có cô Linh và cô Hà đang ngồi vẽ tranh. Cô Linh ơi, cảm xúc của cô khi ngồi vẽ tranh tại Son Art cơ sở mới là như nào hả cô? Son Art cơ sở mới siêu đẹp luôn ạ.